em xíu muội rất là tình cảm nha cô chú anh chị. Nếu mà xíu muội mà biết mà chị hai bệnh á là xíu muội tự làm hết nha. Xíu muội rất là tình cảm luôn á. Bữa xíu muội đi ăn là xíu muội nói với ông xã Mai đó là ba con cảm ơn ba là ba đã là ba kế của con nha. Con cảm ơn ba là ba đã cho con một ngôi nhà để sống tốt hơn. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay ông xã Mai đang có một cái dự định cũng khá là nói chung là cũng xài tiền nữa cô chú anh chị ha. Mai thì Mai không có vui nhưng mà ông xã cứ đòi là phải đổi thôi. Thì hôm nay anh thợ mộc này anh sẽ tới nhà Mai để anh khảo sát, anh build lại cho Mai một cái bàn trang điểm và một cái khu vực mà để đồ ha. Thì xin mời các cô chú anh chị cùng với Mai và anh thợ mộc này khảo sát thử coi ông xã Mai muốn làm cái gì ngày hôm nay đây. Đây. Đây là cái bàn trang điểm trước đây của Mai nè. Đó. Thì Mai mua cái này ở trên Amazon hay là Wayfair gì đó. Không có nhớ ha. Đó. Thì Mai mua một cái bàn nhỏ thôi tại Mai không có nhu cầu mua cái bàn bự ha. Còn cái này là cái tủ đựng mấy cái bông vớ vẩn của Mai á, tại vì Mai rất là thích cái kiểu giống như là Trần Hữu Trang này. Đây. Đây là bên trong cái tủ này đựng đồ của Mai nè. Đó, những cái kẹp tóc, bông tai. Đây hai người bây giờ cuối cùng là sẽ đo để tính ông xã Mai muốn build cho Mai một cái bàn trang điểm là nó đàng hoàng hơn và nó dính ở dưới cái này luôn. Đó. Giống như là cái tủ này nè cô chú. Đây ông xã Mai nói là cái bàn trang điểm này không được chắc chắn. Nên thành ra là ông xã Mai muốn làm cho Mai một cái bàn trang điểm nó chắc chắn, nó đàng hoàng hơn. Đây là một cái tủ quần cái tủ giỏ của Mai nè. Bữa hôm trước là ông xã Mai cũng đặt đóng nè. Hình như cái tủ này ấy dạ mười mấy ngàn á cô chú chị. Cái tủ này là Mai chuyên đựng giỏ sách, đựng đồ ha, đựng giày dép, đựng đủ thứ hết á. Nói chung là đựng tùm lum tà la hết. Thì đây là cái không gian mà Mai thích nhất trong nhà của Mai. Bây giờ ông xã Mai cũng muốn đổi cái này nữa. Khổ ghê chưa. Mai thì Mai không có muốn nhưng mà ông xã Mai cứ muốn đổi thôi. À, ông xã Mai nói là sẽ làm cho Mai một cái bàn trang điểm thật là đẹp luôn. Ông xã Mai định là sẽ làm cho Mai ngạc nhiên khi mà mình quay trở lại đây từ Việt Nam á. Tại vì Tết Mai sẽ về Việt Nam ăn Tết á. Nên khi mà Mai quay trở lại Mai sẽ có một cái bàn trang điểm rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ đã nói cho Mai nghe rồi nên thành ra không còn gì ngạc nhiên nữa. Đó, thì Mai sẽ quay một vòng cái tủ cho cô chú anh chị xem ha. Cái này là cái tủ đựng giỏ của Mai nè. Đó. Có đèn rất là đẹp. Tại Mai đòi là phải gắn đèn ở chổng luôn. Khổ ghê, không xài tiền cũng không được với ổng cô chú anh chị. Bây giờ thì ông xã Mai đã kêu ảnh tới rồi, bây giờ mình đâu thể nào mình nói không được đâu. Đó rồi, bây giờ anh đi về đây. Anh tới ảnh đo, anh khảo sát thôi. You like to spend money, honey? I did a surprise for you. Thank you. I thought when you come back, wouldn't you be surprised? No, I know everything already. I know. Ông xã Mai nói muốn làm cho Mai ngạc nhiên nhưng mà Mai nói là Mai biết mất tiêu rồi. Hơi dạy dơi. Vậy là trong tương lai là Mai sẽ có một cái bàn trang điểm mới. Ngoài dự kiến thật ra thì mình không có quan tâm lắm nhưng mà ông xã mình thì không có thích những cái đồ mà giống như là mua sẵn như vậy, thích là nó phải đóng custom luôn để nó hợp với cái ngôi nhà và nó phải nhìn cho nó đẹp và chắc chắn. Đây cô chú anh chị ơi, ông xã Mai mới qua nói với Mai đó là em ơi, anh đã làm một cái sai lầm rất là lớn, một cái lỗi lầm rất là lớn. Sao mày cứ hơn cứ ngồi nhăn mặt nè. Anh đã phạm một sai lầm rất là lớn. Hỏi tại sao, anh làm gì? Nói nghe coi. Ông nói nhưng mà anh đã phạm một sai lầm rất là lớn. Cái hỏi anh làm cái gì? Bộ anh đái trong quần hả? Cái ông xã Mai nói còn tệ hơn cái chuyện đó nữa. Hỏi làm cái gì? Anh đã mua một chiếc Bentley cho anh. Sao mày nói chứ? Đâu có sao đâu. Miễn là anh vui là được, I'm happy, you're happy. Tại vì Mai nói là life so short, cuộc sống nó rất là ngắn ngủi ha. Nếu mà ông xã Mai cảm thấy vui, hạnh phúc là được rồi. Cái nghĩa là ông xã Mai nói là đây là lỗi của Mai đó. Tại vì là Mai mua chiếc Bentley của Mai, xong rồi ông xã chạy chiếc Bentley của Mai. Rồi bây giờ ông xã tự nhiên cái cảm thấy rất là thích chiếc Bentley. Nên ông xã Mai lại quyết định mua một cái chiếc Bentley của ông xã nữa mà cái màu giống y chang cái màu của Mai luôn. Cái màu nội thất cũng giống nữa, màu bên ngoài cũng giống, nhưng mà cái xe của ông xã Mai là cái xe Ngân bệnh rồi nè. Ngân nói là Ngân bị ho rồi bị đau cổ. Hôm nay là Ngân là cô gái màu hồng nha, mang giày hồng và mặc áo khoác hồng luôn. Chút xíu thì Mai sẽ nấu phở cho Ngân ăn rồi cho Ngân uống Tylenol, uống thuốc cảm vô ha, để cho Ngân đỡ, tội nghiệp quá. Đây cả nhà ơi, Mai đã thấy con gái đi bộ về rồi. Đó. Bé bấm mở cửa nha. Giỏi lắm.
Mai không mở cho bé nè, tại vì để coi thử coi bé mở như thế nào. Nó nhìn thấy mẹ đứng quay phim đó rồi đó. Mở được không? Không hả? À, tại vì bé có một tay cầm violin đó, nên thành ra là bé không mở cửa được. Con ủa sao này con cái cây violin này sao bự hơn bữa trước vậy? Đúng không? Bự hơn cái cây hôm bữa của con đúng không? Ờ hả? Ok. Ba mua về đó đó. Con đi học vui không? Vui hả? Hello. Đó. Are you want some phở? Con đói bụng chưa? Chưa hả? Chưa. Còn cái đó là tomato pie, con có muốn ăn không? Ok, vậy là chưa muốn ăn, vậy con đi cởi giày ra đi. Vậy con đi tắm đi rồi, đi học tiếng Việt nha. Đây bây giờ thì Mai sẽ đi lên lầu, Mai kiểm tra thử coi con gái của Mai nó có ổn không cô chú anh chị ha. Để coi con Ngân cảm giác như thế nào. Me. Nó ngủ rồi. Oh my god, are you okay baby? Okay. Tội nghiệp quá. Ngân ngủ rồi nên thành ra mày để cho Ngân ngủ nghỉ ngơi một chút xíu ha. Thấy con hơi sốt sốt rồi đó. Hân cháu, con có đói bụng không? Con muốn ăn phở, mẹ lấy phở con ăn nha. Con muốn ăn cái gì? Cơm với trứng hả? Ờ ok. Giờ xuống dưới mẹ lấy coi dân ăn rồi chúc con đi học tiếng Việt nha. Ok đi. Đây xí muội là đòi ăn cơm với trứng nên bây giờ là Mai sẽ chiên trứng cho con ăn rồi cô chú anh chị ha. Tại vì hai bé này còn nhỏ thì nó thích ăn trứng lắm. Wow, trứng ngon quá. Mai cũng đói bụng nữa cô chú anh chị, nhìn thấy trứng cũng muốn ăn cơm nữa. Đây trứng chiên cho con gái xong rồi đây. Đó. Bà nội thì đi lên lầu rồi. You want to take your bag with you? Oh, okay. Bye bye granny. See you later. Cơm với trứng với canh ngon quá ha. Đây Mai hâm lại cái thịt hôm qua cho chú anh chị ha. Hôm qua là Mai có nướng nhưng mà Mai hâm lại xong rồi Mai bỏ miếng nước mắm vô cho nó đậm đà lên thành ra thịt rim để Mai ăn cơm ngày hôm nay luôn. Cũng khá là ngon, nhìn hấp dẫn quá. Mai cũng hâm cái su su này lại luôn. Đây thịt của Mai xong rồi. À, đây là cá của bà nội nè cô chú anh chị ha. Cá này có nhiều loại cá lắm thì hôm nay là Mai để ra sẵn tiện có dưa leo, có này nọ đầy đủ đây luôn thì để bà nội ăn ha. Còn đây là coleslaw. Đó, bà nội muốn ăn với lại nay bà nội muốn ăn với lại cái bánh mì này thì Mai nướng bánh mì cho bà nội ăn ha. Trời xíu muội giỏi chứ nè cô chú ha. Ăn cơm xong là nói cảm ơn mẹ ha, dẹp chén ra trên cái counter đàng hoàng luôn. À, xong rồi nói cảm ơn mẹ xong rồi chạy ra đi lấy đồ giặt rồi ra nè. Mai chưa có nhắc xíu muội lấy luôn á. Hôm nay xong biết con gái ngoan dữ vậy ta. Sao đây con ngoan dữ vậy xíu muội? À, bị tại vì Ngân bệnh. Tại vì xíu muội thấy chị hai bệnh nên xíu muội làm tự giác làm không có đợi chị hai nhắc nhở nha. Đúng không con? Ừ giỏi quá. Đây xíu muội lấy cái đồ ra là xíu muội đem cái đồ dơ hay mấy cái mà bụi bẩn bám trong cái đó xíu muội dọn luôn á. Xíu muội giỏi dễ sợ luôn. Rồi, mang đồ lên đi. Con ăn một cái trước không có mang nổi đâu. Còn cái kia để mẹ mang lên cho con. Ok. Bye con, love you. Giỏi quá, xong đi tắm nha con. Còn đây là cái steak ông xã Mai bữa hôm ăn còn dư của chú anh chị ha. Với lại đây là cái chim cút. Thì ông xã Mai sẽ ăn hai món này. Đây bánh mì của bà nội xong rồi đây. Đây bữa cơm của gia đình Mai đã xong rồi cô chú anh chị ha. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đó này là của bà nội, mỗi người mỗi món ha. Cái ba sandwich đó cá là của bà nội. Còn của Mai là cái dòng giữa này ha. Là thịt heo kho với lại su su xào với lại trứng. Còn cái này là của ông xã Mai. Đó là steak với lại chim cút.
Đó, ba người ba món của chú anh chị, còn con gái của Mai thì cũng ăn trứng chiên rồi. Khổ lắm, mỗi lần mà nấu cơm là phải nấu vậy đó. Bây giờ thì Mai đi xới cơm để cho Mai ăn. Đây cơm của Mai. Trời ơi, xíu mũi giỏi chưa, xíu mũi khiêng cái vỏ bự này, đáng lẽ bình thường là của chị hai làm nè. Mai nói là để cho mẹ làm cho mà xíu mũi khiêng cái vỏ bự luôn. Cảm ơn con gái nha. Ô, coi chừng cẩn thận con. Nếu con không làm được để đó mẹ làm cho con. Trời ơi, tội nghiệp dễ sợ chưa. Hey Bruce, can you talk? Rất là trách nhiệm luôn. Nói em xíu muội rất là tình cảm nha cô chú anh chị. Nếu mà xíu muội mà biết mà chị hai bệnh á là xíu muội tự làm hết nha. Xíu muội rất là tình cảm luôn á. Bữa xíu muội đi ăn là xíu muội nói với ông xã Mai đó là ba con cảm ơn ba là ba đã là ba kế của con nha. Con cảm ơn ba là ba đã cho con một ngôi nhà để sống tốt hơn. Nói chung là rất là tình cảm, rất là dễ thương ha. Bữa hôm ông xã Mai chở đi mua sách á, thì cái cuốn sách đó là sách cuối cùng, thế là ông xã Mai gọi điện thoại tới hỏi là ở cái nhà sách của bạn có cuốn sách này hay không. Sau này bạn đã nói có thì nói là giữ lại cho mình nha, sau này đưa cái thẻ credit để trả tiền luôn. Xíu muội nói là đó là tại sao mà con yêu ba. Nói chung xíu muội rất là tình cảm, rất là ngọt ngào. Nói chung là nó viết thiệp sinh nhật cho chị nó, thì nó nói là I love you from deep inside my heart, có nghĩa là em yêu chị mà sâu tận trong đáy lòng của em á, dưới đáy trái tim của em. Oh my god, ông xã Mai ăn steak nè, xíu muội chạy xuống nói với ba là ba nói chuyện ồn ào quá, chị hai không nghĩ được, trời ơi, thương dễ sợ luôn á. Bà nội thì ăn cái cá này, bà nội nói là bà nội muốn ăn cái miếng thịt này mà Mai nói, ô này thịt heo bà nội ơi. A few moments later. Thì cô chú anh chị ơi, thì Mai dọn dẹp xong ha, Mai dọn bàn xong rồi. Bây giờ Mai dọn tới cái này của bà nội nữa. Hả? Bà nội thì đang ngồi ăn. Tại vì bà nội nãy nghỉ ăn rồi, giờ tự nhiên ăn nữa nên Mai đâu có biết đâu. Bây giờ thì Mai sẽ dọn cái chỗ này, cái sinh rửa chén của Mai. Đây, Mai đã dọn cái sinh của nhà Mai sạch sẽ nè cô chú anh chị ha. Nói chung là tất cả những cái đồ đó Mai đã dọn sạch hết rồi. Bây giờ thì để Mai lên Mai kiểm tra cái con gái Mai sao rồi. À, cũng mừng là hôm nay là ông xã Mai ăn cơm cũng thấy ngon mà bà nội ăn cơm cũng thấy ngon ha. Tại vì bà nội thì Mai cũng không biết là bà nội thích ăn cái gì nên nhiều khi cũng khó lắm. Cũng mừng là khi mà bà nội ăn thấy ngon, tại vì bà nội cũng khó tánh á, người già họ mất cái khẩu vị nên thành ra là ít khi nào mà họ cảm thấy ngon lắm. Hôm nay là cả gia đình Mai ai ăn cơm cũng thấy ngon, xíu muội ngon, Mai cũng ngon nữa. Con tắm chưa con? Ok, giỏi quá, vậy con dọn. Ok, vậy con xếp đồ của con đi, con đi tắm nha. Cục cưng của mẹ. Rồi, để Mai qua Mai coi con ngưng sao. Ok. Ok. Đây, Ngân vẫn còn ngủ cô chú anh chị ơi. Chắc là nó mệt á, thôi kệ để cho nó ngủ đi. Hôm nay chắc là cho Ngân nghỉ học tiếng Việt, còn xíu muội thì tắm đi rồi đi học tiếng Việt coi nha. Cô chú anh chị ơi, Mai đang ngồi trong phòng làm việc của Mai thì ông xã Mai chạy vô nói với Mai là em đã làm cho anh hư hỏng đó. Tại vì hả, vì em mà anh phải mua một cái chiếc xe Bentley nữa. À, nói chung là cái Mai mới hỏi ủa vậy tại sao anh phải mua? Cái ông xã Mai nói nhưng mà nó đẹp quá đó. Ông xã Mai nói á, em làm cho anh rất là hư hỏng tại vì anh á là bây giờ anh mới biết được là cái sự khác biệt giữa chiếc Mercedes S-Class, even là thậm chí là S-Class nha, so với một chiếc Bentley là nó khác nhau đến mức độ nào. Ông nói là chưa có ai mà mua hai chiếc Bentley trong cùng một năm hết á. Ông nói là chắc là ông đang khùng, ông đang điên rồi, ông đang làm chuyện rất là điên khùng của chú anh chị. Mắc cười quá. Yes please. Đây cô chú anh chị ơi, bây giờ là xíu muội chuẩn bị vô lớp tiếng Việt đây. Hôm nay là chị hai bệnh rồi nên là Mai xin phép cô giáo cho chị hai nghỉ một ngày. Chỉ còn một mình em xíu muội học thôi. Đây bà nội đi lên rồi. Bye bye. Đó bà nội lên rồi. Chút xíu nữa bà nội lại xuống cho coi. Ê, cô chú ơi, video của Mai ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.